Chiều 7 tháng 7, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang tạm giữ 21 đối tượng để điều tra về các hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang 89 thanh niên đang thuê 9 phòng tại Vunam Eco Resort, xã Cát Hải, huyện Phù Cát để chơi ma túy, trong đó có 35 người là nữ giới, tuổi từ 18 đến 25. Khi lực lượng công an ập vào 9 phòng tại resort trên thì tất cả đều vừa chơi ma túy vừa bay lắc. Thấy có công an, nhiều đối tượng vứt gói ni lông đựng thuốc lắc, hàng đá và tẩu tán các bộ dụng cụ sử dụng ma túy, nhưng sau đó đều được lực lượng chức năng tìm thấy. Trong số 89 đối tượng trên, phần lớn đều ngụ tại tỉnh Bình Định, một số ít đến từ tỉnh Đồng Nai và tỉnh Vĩnh Long. Kết quả kiểm tra nhanh đã xác định các đối tượng này không nhiễm COVID-19, nhưng 81 người trong đó dương tính với ma túy.